Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Các bạn thân mến, về học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học toán lớp 1, bài luyện tập trong sách trang số 83. Chúng ta cùng làm bài số 4 nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ đọc đề bài, đọc kỹ nha các bạn. Hình sau có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật. Chúng ta cùng nhìn bài đây và chúng ta sẽ cùng chỉ ra từng hình vuông này. Hình vuông chúng ta cùng đếm nhé. Hình vuông có một hình vuông màu xanh này, màu cam là 2, 3. Vậy chúng ta thấy có 3 hình vuông đúng không ạ? 3 hình vuông. Chúng ta ghi hình vuông thì bằng 3. Hình tròn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hình tròn nha các bạn. Hình tam giác 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 hình tam giác đúng không? Tiếp theo, hình chữ nhật 1, 2. Chỉ có 2 hình chữ nhật thôi đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã tìm ra được có 3 hình vuông, 8 hình tròn, 7 hình tam giác và 2 hình chữ nhật đấy các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm ý B. Mỗi hình sau có bao nhiêu khối hộp chữ nhật, bao nhiêu khối lập phương. Chúng ta cùng tìm khối hộp chữ nhật trước nhé. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 đúng không ạ? 11 khối hộp chữ nhật và 1, 2, 3, 4, 5, 5 khối lập phương đúng không ạ? Đó, bài học ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ dừng lại ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những bài học tiếp theo của mình nữa nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.